Tôi là Huyên, họ Trần. Tôi tốt nghiệp năm 83, 86, cựu học sinh của trường Hải Hậu C và bây giờ là trường Trực Ninh B. Thì lớp của chúng tôi là lớp 12E. Thì được biết ý là nhà trường đã chuẩn bị tổ chức 40 năm thành lập tập thể của lớp, thì cũng đã háo hức mà chờ đón cái ngày này từ rất lâu rồi. Trong trái tim của cựu học sinh thì nhà trường là nơi khởi đầu của cái việc mà các thầy các cô đã truyền tải kiến thức cho chúng tôi. Có thể ở đâu đó là lớn lao nhưng về với mái trường thân yêu thì vẫn là nhỏ bé. Và cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất là các thế hệ học sinh sau này kế tiếp cái tinh thần cũng như ý chí và nghị lực của các lớp đàn anh đi trước. Đấy, tiếp tục học tập thật tốt và nói lời cảm ơn tới tất cả các thầy các cô giáo. Ở đâu đó có nền kinh tế thị trường, riêng trường của tôi về tôi vẫn thấy các thầy các cô như ngày xưa, vẫn miệt mài truyền tải kiến thức cho các em học sinh thế hệ ngày hôm nay và mai sau. Điều chúng tôi mong muốn nhất là cái lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức long trọng, tiết kiệm. Đấy, và là nơi hội tụ của tình yêu ngôi trường cũ và sự kính trọng với các thầy các cô giáo, và mong rằng nhà trường tiếp tục có những bước phát triển và mãi mãi đấy là niềm tin của chúng tôi dù đi bất cứ đâu.